Dạ, em xin kính chào anh em. Thì em cũng xin giới thiệu và báo giá nhanh các sản phẩm em mới cập nhật. Anh em có quan tâm thì cần đó anh em ha. Thì lần lượt trước mặt anh em là chiếc âm ly Acophay 460. Thì con này là hàng nội địa Nhật về. Máy rất là keng. Điện 100V, công suất nguồn là 440W. Con này nó chạy mạch lách AB anh em ha. Với công suất aura tới 180W một kênh ở 8 ohm, rất là mạnh mẽ. Chạy xoắn móc phết tiếng rất là tốt anh em ha. E460 này khá là quen thuộc rồi. Trong cái tầm giá con trước mà anh em rất là tốt để anh em sở hữu. 70 triệu, máy rất là keng. Anh em thấy mặt mày nó còn rất là hồng hào ha. Mới bén à. Tuy nhiên nó cũng có một cái tì vết. Cho nên nó có mức giá rất là tốt để anh em chơi. Khi vận chuyển về nó có tì vết nè anh em. Trên cạnh trên chấm nè. Chết về mặt trước cũng có tí xíu thôi. Nói chung thì rất là bé nhỏ ha anh em ha, có trầy tí xíu và một cái vết cấn bé tẹo bên ngoài. Rồi còn lại tất tần tật thì tuyệt đẹp. Sơ sẩy có tí xíu anh em ha. Giá 70 triệu là cái giá này thì rất là tốt rồi. Máy còn hồng hào bằng thật luôn anh em ha, rất là đẹp. Máy còn keng lắm, full bộ kèn chuyển zin, chuyển nhôm ha. RC200 đúng đời, cũng như là dây nguồn riêng cho máy. Rồi con này là điện 100V, công suất nguồn là 440W, aura tới 180W một kênh ở 8 ohm. Thì nó cũng bằng công suất với 470-480 đó. Đây, các cạnh còn lại nè nè, rất là bén ha, đẹp ha. Rồi tiếp tục đây là phần phía sau anh em ha. Nhìn con máy còn rất là keng ha. Cái chân dắt nè, mà vàng đẹp, đẹp luôn. Các cổng khả năng của nó, điện 100V, công suất là 440W, cọc lo quýnh AB cộng cũng như là cặp lo bắp chú mỏ chim càng cua đều được ha. Rồi con này không có mở nắp luôn anh em ha. Rất là keng. Nhìn qua linh kiện chúng ta thấy là mạch xanh đét, đời này cũng khá mới, đồ can còn tuyệt đối và đẹp ha. Đối với E460 là giá 70 triệu rất là tốt anh em ha, máy rất là mới đẹp. Rồi tiếp tục đây là chiếc đầu CD Acophay DB500. DB500 này thì đời nó cũng cao hơn các đời 55V, DB57, DB67 rồi, 67V rồi anh em ha. Nói chung thì cái giá con này cũng thời điểm này cũng tốt, mà con này nó đẹp tuyệt đối. Trước thì em bán hình như là con này phải 62-63 triệu, thời điểm này thì 56 triệu. Máy đẹp tuyệt đối, không tì vết nè anh em, anh em thấy mặt còn hồng hào dần hực luôn. Em quay là đèn em chiếu trực tiếp là đèn led, anh em thấy ánh sáng trắng mà. Máy còn rất là hồng hào và rất là keng, đẹp tuyệt đối, không một tì vết ha. Con này chỉ thiếu cái thùng xốp thôi, máy rất là keng. Giá 56 triệu đầy đủ phụ kiện. Dây nguồn zin, dây nguồn nhôm, dây nguồn zin và khiển zin RC100. Đúng đời của máy, đúng đời luôn. Máy keng lắm anh em ha. Máy keng, con này có giải mã DC, cổng có son đồng trục và optical. Tiện dụng khi chúng ta sử dụng gia đình nghe nhạc. Giải mã anh em ha. DB500 với cái bản giặt xéo to của nó thì nó trùng với con E460 này, hay là con 560 bên trong đó. Thì ở đây là anh em có thể ghép cùng các đời này. Máy keng. Rồi phía sau máy ha. Rồi, tiếp tục là phía sau của đầu CD ha. Các cổng giải mã của nó inbus vào nè, optical, có son đồng trục này, ao ra đó. Thì anh em thấy chi tiết máy có cổng K5 và RCA luôn. Máy rất là keng. Hàng Nhật điện 100V ha. Nhật điện 100V, công suất là 20W. DB500 máy keng tiếp tối, chỉ thiếu thùng xốp thôi. Giá 56 triệu, giá rất là đẹp anh em ha. Tiếp tục đây là chiếc Acophay 470 anh em ha. 470
mặt mài nè, da hồng anh em ơi, sáng sủa rất là kem, mặt không thì vết. Con này chỉ thiếu cái thùng của nó thôi, nhưng mà nó cũng được nằm gọn trong thùng và xốp, đóng về rất là an toàn. Xốp ta, xốp của nó ha, thùng cái thùng khác thôi, nhưng mà khi nó đóng từ bản về thì nằm trong xốp thì máy không có chắc chắn, thì rất là nằm gói gọn và rất là êm ha. Đây đồng hồ volume điện tử này, các chức năng rồi, Win A, B, cộng, bát, chép, ba lăng, các chế độ liên quan ha, đèn vu, máy đẹp nè ma, giá hiện đang tốt nè, 90 triệu, máy 90 triệu rất là đẹp, tuyệt đẹp luôn ha, dây nguồn khiển riêng, bục gang, sáng trưng nè, sáng keng luôn nè ma, trắng tinh, mặt xanh lét, bên hông của nó. Này. Rồi tiếp tục phía sau ha. Tiếp tục đây là phần giao diện mặt sau của Acufire 470 nè ma. Thì con này là hàng nội địa nhập về điện 100V. Công suất nguồn của nó là 420W. 470 điện 100V. Công suất 420W. Hàng máy tính gia băng. Dây nguồn rời. Dây nguồn riêng và nguồn riêng. Cặp loa sử dụng bắp chuối được. Mỗi chim được, càng cua được. Quýnh hai cặp AB, AB cộng trực kháng 4-16 ohm anh em rồi này, 4-16 ohm chân dắt còn hầu như đủ các chụp AB, RCA này, chân dắt mạ và còn cực kỳ là kem sáng, rất là đẹp ha, máy rất là kem. Rồi ruột gan của nó thì khỏi phải bàn rồi, nhìn qua các lỗ thông hơi này là tổng thấy được là linh kiện nó còn sáng và đẹp, tròn bên trong, không cần phải mở ra nữa nè ma. Nói chung hiện ra cũng xem qua thì thường thấy tăng phô ở đây hai cục tụ lọc ở đây và hai dĩ mạch bon màu xanh đây thôi, mở nắp nó cũng dọn dẹp nó như vậy. Đời này nó cũng khá mới sản xuất cũng 5-6 năm nay thôi, E470. Công suất ao của nó là 180W một kênh là 8 ohm. Lát AB rất là mạnh mẽ. Con này là nó khi nó ra đời thì nó rất là đình đám.